để giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được những xu hướng tiêu dùng và thu mua của các kênh phân phối, nhà nhập khẩu quốc tế. Từ đó có giải pháp kết nối hiệu quả hơn. Bộ Công thương cùng các chuyên gia quốc tế và thương vụ Việt Nam tại một số nước tổ chức trao đổi tọa đàm về một số vấn đề liên quan tới dệt may, nông sản và thực phẩm chế biến xuất khẩu. Theo Bộ Công thương, sau đại dịch Covid-19 và những bất ổn địa chính trị, kinh tế gần đây nhiều tập đoàn kênh phân phối đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa, đảm bảo nguồn cung bền vững và đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của mình. Đại diện các tập đoàn đa quốc gia đến từ Mỹ, Liên minh châu Âu, EU tham dự tọa đàm đều mong muốn mở rộng hợp tác kinh doanh các mặt hàng may mặc, thực phẩm chế biến của Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường ngày càng yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn, pháp lý và môi trường. Vì vậy, để đủ điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp. Buổi tọa đàm lần này là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, tham dự các sự kiện, qua đó có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thúc đẩy kết nối giữa các kênh phân phối, nhà nhập khẩu nước ngoài với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu trong nước.